Cuối tuần làm sương sương coi, mình nhậu ấy. Giờ ra quán công an phạt quá. Đã gì đâu đã sướng. Nhậu này mà lát vợ về nó thấy chắc nó chửi banh nóc không. Ủa, em làm cái gì hả? Trời ơi, giờ này còn ăn nhậu. Ta đi làm ban đi ban hôm về ở nhà cho ăn nhậu. Chính Vậy xác ăn lắm rồi. đậu bầu bầu gì á? Bầu gì? Nhậu giết hôm qua nhậu không tắt rửa gì trơn á. Bà dậy 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 đi làm. Chết chết chết. Dậy đi làm đi. Thôi con kêu ba để cho ba ngủ đây luôn hả? Trời ơi. Ra đường nhậu bà cũng chửi, nhà nhậu cũng chửi thì sao? Giúp tôi chết lắm lắm rồi. Ra đường gặp chồng ta cứ tham về nhà. Tối ngày tôi làm đi theo đó. Theo chồng ta đâu đây? Nè, không đi luôn đây. Đi đâu? Đúng rồi. Ngày tôi là ăn nhậu biết ăn. Đủ đi tôi đi và đừng có hối hận nữa nha. Đi đi, không cần nữa. Đúng không? Rồi được. Nhớ nha nhà. Giờ đi đâu vậy? Đi luôn, đi cho bà. Mà nhớ nha, bà đuổi tôi đi, bà đi mà nhớ nha. Đừng có hối hận.